ở lượt trận cuối cùng bảng Gold Cup 2021, hai đại diện bị đánh giá rất thấp là Suriname và Guadeloupe sẽ đối đầu với nhau. Cả hai đội bóng trên đều đã bị loại và ở trận đấu thủ tục, chắc chắn mục tiêu sẽ là một chiến thắng. Dù không bị đánh giá quá thấp so với Jamaica và Costa Rica, song Suriname đã có một mùa Gold Cup vô cùng tệ hại. Sau thất bại trước Jamaica, họ đã có cuộc đối đầu với Costa Rica ở lượt trận thứ hai. Ở trận đấu này, đội bóng của huấn luyện viên Din được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên họ bất ngờ thi đấu có phần áp đảo đối thủ và thậm chí đã dẫn trước một đến không ngay đầu hiệp 2. Tuy nhiên các sai lầm hớ hênh của hàng thủ khiến Suriname phải trả giá khi để thua ngược với tỷ số một hai vô cùng đáng tiếc. Theo các chuyên gia bóng đá, do để thua cả hai trận đầu tiên nên Suriname không có điểm nào và đã chính thức bị loại do kết quả từ trận đấu cùng giờ. Đối thủ của họ ở trận đấu thứ hai sẽ là đội tuyển Guadeloupe, đội bóng cũng đã bị loại khỏi World Cup năm nay sau thất bại một ba trước Costa Rica. Họ đã có trận đấu đầu với Jamaica. Dù bị đánh giá thấp hơn song Guazepe đã bất ngờ dẫn trước ngay ở phút thứ 4. Tuy nhiên ở trận đấu này, Azaboy thi đấu hoàn toàn lép vế và gần như chịu trận ở nửa sau trận đấu. Trung cuộc, họ nhận thất bại với tỷ số 1-2. Thất bại này cùng với việc Suriname để thua đã chính thức đóng cánh cổng đi tiếp của cả hai đội. Sau đó, trận đấu sắp tới chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục và chắc chắn cả hai đội đều sẽ hướng tới chiến thắng danh dự. Thống kê kèo tài xỉu của đội ngũ chuyên gia nhận định bóng đá cho thấy đây sẽ là lần chạm trán thứ ba giữa Suriname và Guazepe. Trong hai trận đấu trước đó, chỉ có một lần ra kèo tài. Dù vậy, sau những gì cả hai đội đã thể hiện tại World Cup năm nay, có thể hy vọng vào việc sẽ có nhiều bàn thắng. Dù vậy, sẽ không có gì bất ngờ nếu trận tới nổ xỉu 2.25. Suriname đang là đội bóng được đánh giá cao hơn. Trong hai trận đối đầu trong quá khứ, Suriname thắng 1 và thua 1, nhưng trận thua là trên chấm luân lưu. Tại Caribbean Cup 2016, Suriname đã nhọc nhằn giành chiến thắng với tỷ số 3, 2.